rất nguy hiểm, rất điểm. Tỷ số đã được mở dành cho sân Khánh Hòa Biển Việt Nam. Người ghi bàn lại là Trung Tỉnh. Bàn thắng thứ 3 của cầu thủ này trong hai trận đấu liên tiếp. Thủ ma số 11 bên phía sân Khánh Hòa Biển Việt Nam đã có một cú sửa lòng rất hiểm hóc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tùng Quốc đã cắt được bóng nhưng anh đã phá bóng trượt. Ngay lập tức Trung Tỉnh ra chân rất nhanh. Tô Vĩnh Lợi đã hoàn toàn bó tay trong tình huống vừa rồi. Tỷ số là 1-0 dành cho sân Khánh Hòa Biển Việt Nam. Patio, Tăng Tuấn, Wonder Luis, bóng vừa chạm sang ngang. Tỷ số là 1-0 và người lập công là Wonder Luis. Bàn thắng thứ 6 của tiền đạo này. Thi đấu khá mờ nhạt nhưng Wonder Luis đã lập công để đem về bàn thắng san bằng tỷ số cho sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Lại là một pha tung móc. Wonder Luis với chiều cao của mình đã chiến thắng Zaruchơ trong pha tranh chấp bóng bổng. Và sau đó là một pha tung móc rất nhanh đem về bàn thắng cho sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Yusuf Tore. Tỷ số là 2-1. 2-1 dành cho sân Khánh Hòa Biển Việt Nam. Một cú sút phạt đền rất khó của Yusuf Tore. Bóng vừa chạm cột dọc đi vào lưới. Cú đá phạt đền rất khó của Yusuf Tore. Quyết định thay người của huấn luyện viên Võ Đình Tân.